Xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em tiếp tục về một lô máy câu này, hàng mua trực tiếp ở Gia Bàn về nha anh em. Thì khá là nhiều máy ngang, vì bình thường em cũng hay chơi máy ngang này, nên là thấy máy ngang là cứ mua thôi, thích thì mua. Máy đứng em ít chơi nên là em cũng không am hiểu lắm, nên là em cũng ít mua. Thì toàn bộ giá em báo ở trên video là giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Phí ship thì nó tùy theo đơn hàng và tùy theo giá trị của sản phẩm ship. Thì đơn hàng mà có giá trị càng càng cao ấy, thì tiền ship nó sẽ càng cao nha anh em. Thì anh em mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0975456854 này. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc và anh em được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Anh em cứ nhận đúng hàng ok là anh em thanh toán, còn không phải đúng hàng thì anh em gửi về nhá. Gửi về thì trường hợp thì có vấn đề gì trong đồ hay là như nào ấy thì em sẽ hỗ trợ kiểm tra lại cho anh em. Nếu anh em có ok thì có nhu cầu mua tiếp thì em sẽ gửi lại, không có nhu cầu thì gửi về hàng về cho em thôi. Và nếu anh em nào mà vấn đề mà hàng hóa chốt ok hết rồi gửi vào không ưng ý nhưng mà sản phẩm vẫn đúng, em gửi vẫn đúng nhá, không ưng ý thì anh em có thể thanh toán giúp em cái tiền phí ship nhá. Vì bán đơn hàng khó khăn lắm nên là tiền ship đi ship về nó khá là tốn, nên anh em nào hỗ trợ được phần nào thì hỗ trợ nhá. Em đi vào mã đầu tiên này. Mã đầu tiên là một con máy của hãng Daiwa nhé. Daiwa con này là Daiwa Tatula HLC này. Vòng tua là 8.1 nhé. Con này là dòng hai bơ long cát, có nghĩa là hỗ trợ ném xa của Daiwa. Đây, công nghệ đây, tay wing này, UTD rack này. Bạc đạn là CRBB kháng mặn nhé. Anh em câu nước lựa hay là câu cá lóc đều ok này, câu cá chẽm cá lóc này. Vòng tua là 8.1.1, một vòng quay là kéo được 86 cm này. Lực kéo là tối đa là 5 kg, trọng lượng là 220 g. Bạc đạn là 7 bạc đạn CRBB nhé, kháng mặn của Daiwa nhé, và một bạc đạn tràng ngược. Đây, dây 14 lb vào được khoảng 105 m, dây 0.3 là tương đương với khoảng mà số mấy nhỉ, 0.3 là hình như là khoảng số 3, số 3 vào khoảng 105, số 4 chứ, số 4, số 3 vào 105 m. Thì con này tình trạng mới khoảng 99% anh em, full hộp này, hộp giấy sách tờ giấy tờ đầy đủ rồi. Hàng trưng bày ở bên kia nhé, rất là mới. Bên đây là cầm vào nó bị hơi bị bóng vân tay rồi. Máy rất là đẹp nhé, hàng như mới luôn, không có vết xước nào ạ. Thì con này mới giá ở Việt Nam là rơi vào khoảng 4,8 triệu đồng nhé. Đó là giá ở Việt Nam, còn giá ở bên Nhật chắc chắn sẽ cao hơn. Bất kể hàng hóa nào cũng thế, đồ mới ở bên Nhật đều đắt hơn đồ ở Việt Nam. Máy móc hoạt động ok, em mượt hết nha anh em. Thì Tatula HLC là cũng thuộc dạng dòng mà Tatula thì nó cũng nhiều dòng lắm, kể cả dòng máy của Zeeland thì nó rất là nhiều dòng và giá trị thay đổi tùy theo công nghệ của máy nhá. Con nào nhiều công nghệ thì càng nhiều công nghệ càng đắt tiền, con này cũng thuộc dạng là đắt tiền nhất của Tatula rồi này. Anh em mã số 1 3.300.000. Mã số 2 này. Mã số 2 là một con máy của Shimano nhé. Con này là Shimano Metanium này. Con này đời 2013 nhé. Vòng tua HG này. Tua HG là tua 7 chấm ấy. Con này ngoại hình rất là đẹp. Đời 2013 ngoại hình đang còn còn đẹp lắm.
98-99%. Ngoại hình rất là đẹp nhé. Nói chung là cũng ít trầy xước lắm. Cái này thì người ta đổ để móc con mồi vào để tránh trầy xước cái máy này. Chủ máy người ta dùng rất là kỹ nhá. Còn những người khác thì người ta thường móc ở đây này. Nên là nó sẽ bị trầy ở đây, hoặc là cái lưỡi sau của con mồi nó sẽ đập vào đây và trầy hai bên này. Máy hoạt động êm mượt nha anh em. Êm mượt này. Em đang ốm nói giọng hơi khó nghe thì anh em thông cảm nhé. Ốm mãi không thế thôi. Thời tiết ở miền Bắc khó chịu. Máy hoạt động êm mượt nha anh em. Đấy. Bật đạn vòng bi quay em ru. À, cái dây này là dây fluorocarbon nha anh em. Dây này hình như dây số 3 ấy. Dây số 3 đây, nguyên số 4 anh em vào về ứng câu dây flu thì có thể để vậy câu hoặc là tháo ra thay PE nhé. Con này mã số 2, mã số 2 có giá 3 triệu rưỡi. Mã số 3 này, mã số 3 một con Metanium tiết nhé. Cũng đời 2013, con này vòng tua XG này, con này được độ tay quay Gomesut này. Cái tay quay này giá ở bên kia nó gần 1 triệu, khoảng 1 triệu đồng cái tay quay này. Máy móc hoạt động êm mượt hết. Anh em nhìn ngoại hình này. Ngoại hình cũng khá là ok đấy. Có vết trầy xước này, xước nhỏ. Ở đây có vết nữa này. Nói chung đời 23 như này là cũng đẹp lắm rồi. Máy móc cũng êm ru. Đấy. Hàng Nhật Bản nhé, hàng nội địa Nhật cho anh em. Nhật Bản nội địa Nhật. Con này mã số 2 có giá là 3 triệu 4. À, mã số 3 nhé, nhầm. Mã số 3 có giá là 3 triệu 400 nghìn. Mã số 4 này. Số 4 là một con máy của hãng Shimano. Con này là con Shimano Scorpion 71 nhé. Vòng tua thường ấy, tua 6.2. Này, ở đây có vết tay này. Ngoại hình khá là ok đấy. Hàng Malaysia xuất Nhật nha anh em. Không hộp chỉ có máy thôi. Ở đây có xước li ti. Đây. Đây, xước li ti nhỏ thôi. Máy hoạt động ok nhé. Con này mã số mấy? Mã số 4 à? Mã số 4 có giá 3 triệu này. Mã số 4 3 triệu nhé. Shimano Scorpion 71. Anh em nào cần thêm thông tin gì thì liên hệ nhé. Con này vòng tua 6.3 này. Lực kéo là 4,5 kg. Mặt đạn này, mặt đạn của SRB kháng mặn này. Hàng mà lãi suất nhất mã số 4 có giá là 3 triệu nhé. Mã số 5 này, mã số 5 là một con Tatula FV TV kép, lại một 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 dòng Tatula của Đài Hoa này. Đó là SV, dòng SV thì spool nó là spool thiết kế nhẹ để ném những con mồi từ khoảng 3 gram nhá. Con mồi khoảng 3 gram là ném spool SV ok, từ Tatula SV, dòng SV.
thiết kế spool nhẹ. Anh thích hợp cho anh em câu lóc chẽm này. Này, ngoại hình khá là đẹp, nói chung là cũng ít tơi xước lắm, xước li ti này. Con này nó bị hơi bị rộp rộp sơn ở đây anh em, hơi bị rộp rộp sơn ngay chỗ chân máy ấy. Đây. Đây chắc là do người ta câu xong người ta không tháo máy ra để lắp ở trong 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 cần luôn. Máy hoạt động êm mượt. Tatula SV TV kép. Con này vòng tua 7.3 được kéo khoảng 5 kg nhé. Anh em cần thông số thì em sẽ cứ nhắn tin hoặc gọi điện qua số điện thoại của em sẽ báo thông thuế số cụ thể cho anh em. Hàng Thái Lan xuất nhất cho anh em. Mã số 5 có giá là 2 triệu 900 nghìn. 2 triệu 900 nghìn nhé. Mã số 6 là một con tương tự này, cũng Tatula SV luôn nhá. Đây spool nữa này. Dày 16 lb là vào được 90 m. 14 lb là 100 m. 14 lb tương đương khoảng dây số 3. Máy móc hoạt động êm mượt thế nhá. À, vòng tua 7.3 này. Tatula FVTVK thông số tương tự y chang con kia luôn. Con này nó trầy hơn một chút, trầy hơn mấy chỗ này. Đây, đây bị tróc lớp phủ, trầy từ tí này. Dòng Daiwa như này thì đời nó rất là mới nhá, đời chỉ rơi vào tầm 17 hay là 27, 26, 27 thôi. Ở dưới này cũng có tray này. Nói chung nó rẻ máy mới khoảng tầm 1,5 triệu gì đó, 1,5 triệu, 1,8 triệu nha. Này. Mã số 246, mã số 6 có giá là 2 triệu 8 nhé. Mã số 6 2 triệu 8. Mã số 7 tiếp tục một con Daiwa Tatula SVTV kép tiếp. Con này thông số y chang như hai con kia. Này, có trầy xước ở trên mặt một chút này. Đấy, trầy li ti mấy cái lỗ như đầu tăm ấy. Trầy có trầy li ti á. Còn ngoại hình ở hông và ở dưới thân máy thì đẹp, chỉ trầy ở trên mặt thôi. Đấy, mấy chấm li ti không ảnh hưởng, con này có dây BE luôn này. Có BE, con này hôm trước em đi câu rồi con chém khoảng 7-8 kg. Hứa tay quá không chịu, không không đi kịp vô máy, dây vô máy lấy luôn con này câu. 2, 4, 6, mã số 7. Con này là 2 triệu 700 nghìn nhé. Cho anh em câu lóc chèm. Lóc chèm ok, máy êm mượt. Mã số 8 này. Mã số 8 là một con Shimano Kakuta Conquest 101DC nhé. Này, dòng DC, DC của Shimano. DC này ném ra sẽ có tiếng kêu nha anh em. Có tiếng kêu chống rối, hỗ trợ anh em chống rối lúc cầu ngược gió ấy. Cầu ngược gió thì nó chống rối
tốt hơn những cái máy dòng dùng công nghệ thắng FPS nhé. Máy thì hoạt động êm mượt, có tơi xước này anh em, còn máy kim loại hay xước li ti không. Con này chưa vệ sinh, mấy con kia thì vệ sinh rồi, bận quá chưa có thời gian làm. Ai lấy thì em vệ sinh, sẽ vệ sinh trước khi gửi nhá. À, con này có tơi xước anh em, nhìn kỹ tơi xước em nói sao. Đây có xước. Ta con quét đây, chỉnh thắng của nó đây. Con này là cái núm của nó là được độ núm GPI này. Thương hiệu núm với tay quay với ấy các kiểu rất là nổi tiếng ở bên Nhật. Núm xịn nhá, không phải núm núm tao đâu. Máy hoạt động êm mượt. Con này mã số 8 có giá là 5 triệu. Mã số 8 5 triệu này. Mã số 9 này. Mã số 9 là một con Shimano Bantam MGL này, con này vòng tua HG tay trái nhá. Mấy con hộp sách đây. Hộp sách dầu máy. Đây, hộp sách trong máy này. Con này cũng khá là đẹp đấy. Tua HG, ở đây có vết tay này anh em. Có vết tay ở đó nhá. Còn ngoại hình tổng thể rất là khá là đẹp đấy, chỉ có tay ở đó thôi. Đây thì đây tí tí ở đây tí nữa. Ông tua HG nha. Tua mà anh em thích nhất. Máy thì hoạt động êm mượt thôi. Máy là con này nội địa Nhật nhá. Có sẵn dây của nó đây. Dây chắc là dây IK xanh xanh thế này, đoán như IK xanh mịn này, IK thôi. Máy hoạt động êm mượt hết nha anh em. À, anh em mà thích bàn tâm này. Máy rất đẹp nhá. Hộp dầu mỡ. Con này mã số 8, mã số 9 có giá là 4 triệu 600 nghìn nhá. 9 4 triệu 600 nghìn. 10 này. 10 là một cái máy của hãng Abu. Con này là Abu Garcia Revo LTX 10 bạc đạn nhá. Tay quay độ này em. Núm này núm carbon luôn này. Còn núm bình thường của nó là cái núm 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 ấy á. Núm mút. Còn nó con này độ núm carbon rồi. Độ núm carbon nhá. Cặp núm này chắc ở bên kia mua cũng dưới 1 triệu đồng rồi. À, LTX máy tay trái, lô của nó khá là nồng cho anh em chơi nhỏ nhẹ này. Con này nhẹ lắm, nhẹ tầm 150 gram thôi. Máy hoạt động êm mượt. Ngoại hình anh em coi nhé. Ngoại hình khá là đẹp. Đây có vết trầy này. Đây có tí. Không phải trầy mà nó bị hơi bị tróc mờ cái lớp sơn phủ mờ thôi. Còn phía lớp sơn bên trong nó không không sơ lấy thấy 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 vết trầy nhá, chỉ bị phai phai màu phủ bên ngoài. Đây là nút chỉnh thắng ở bên này. Con này thắng thắng tư nhá, thắng là 500 ấy. Máy rất là đẹp nha anh em.
Vòng tua 7.9.1 này. Lực kéo 5 kg nhé. Cho nhà em câu cá lóc hoặc cá chẽm này. Con này chắc chỉ đánh dày tầm 1.5 thôi. Lô nó khá là sâu, khá là đồng. Chơi mồi nhẹ mà ok luôn nhé. Anh em mà thích nhỏ nhẹ này. Nhỏ lắm. Đây. Trong lòng bàn tay luôn nhé. Núm mới cầm rất là thích. Con này mã số mấy? Mã số 10. Mã số 10 có giá là 3 triệu 200 nghìn. Những con này mới của nó rất là đắt này em. Mới của nó phải rơi tầm 7 8 triệu ấy. Chẳng qua Abu ở Việt Nam thì người ta ít dùng, người ta chuộng Shimano với Daiwa thôi. Abu ở Việt Nam người ta ít ít dùng. Người đa số chơi theo phong trào cứ chơi theo Shimano với Daiwa. Mã số 11 này. Mã 11 là con Kakuta con quét 100 DC nhá. Con này là cũng là dòng con quét DC này, nhưng mà 100 là mã tay phải nhá. Tay phải này. Vòng tua là 5.8.1. Lực kéo là 4 kg. Trọng lượng là 240 g. Bạc đạn là 10 nhá, 10 cộng 1 này. Một bạc đạn tràng ngược. Dây số 3 vào được 100 m nhá. Giấy tờ hộp sách, dầu mỡ đầy đủ. Con này cũng khá là đẹp nha anh em. Có trây ở đây này, có hai vết trây ở đây này, còn lại khá là đẹp ấy. Đây hơi bị đúng đúng gì, hơi bị oxy hóa một tí, nó không gì hết nhá. Này về anh em vệ sinh chắc là sạch. Kakuta con quét 100 DC thì loại này là chống rối bằng điện tử nhá, chống rối điện tử hỗ trợ cho người mới chơi nó đỡ rối dày hơn, hoặc là cho những anh em nào mà lớn tuổi ấy, thì ngón cái này nó không linh động lắm hoặc là hơi chậm hơn tí thì quăng ra thì sẽ đỡ rối dày hơn, đỡ rồi nhá, chứ DC mà chơi thì nó cũng trống, cũng bị rối thôi. Nếu mà mình cần chỉnh không hợp lý thì nó cũng rối hết. Hoặc là trường hợp mắc cành mắc cây hoặc là gió to quá thì nó vẫn bị rối. Vì điện tử mà phải có thời gian nó thích nghi, cái bộ nhớ của nó phải nhớ được tình trạng gió như nào rồi lực ném như nào thì nó mới kịp xử lý được. Máy móc thì hoạt động ok hết nha anh em. Cho anh em vào chơi tay phải này, hôm trước mấy anh kêu là ít máy tay phải thế, hôm nay cũng có 5 hẳn 5 6 con rồi. Con này mã 11 có giá 5 triệu nhá. 11 5 triệu full hộp sách. Mã 12 này. Mã 12 là một con máy của hãng Daiwa nhé. Con này Daiwa Ryuga này. Ryuga 2020HL. Kim loại nguyên khối luôn. Con này rất là chắc tay nhé. Cho anh em lưu gành này. Con này dòng size hơi to. Cho anh em lưu gành đánh chơi bạo lực nhé. Hoặc là chơi đâm nhé. Chơi cá chẽm này. Chẽm đâm này. Ryuga này. Chỉnh thắng ở đây. Đó, chỉnh thắng ở đây nhé. Con này phải vệ sinh lại một chút vì nó hơi khô dâu trong rồi. Nhưng mà bạc đạn vẫn rất là ok nhé. Hơi khô mỡ cái bánh răng này này. Nên nói chung máy móc em bán ra em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho anh em trước khi gửi. Cố gắng thôi biết sao được. Mặc dù rất là nhiều người mua nhưng mà cũng phải làm, vì anh em biết rồi, ai làm máy rồi biết tháo con máy mở máy vệ sinh nó rất là mất thời gian này.
chắc phải mất khoảng vài tiếng cho đến 3 4 tiếng tùy độ phức tạp của máy. Vệ sinh một con máy nó không phải là chuyện dễ dàng đâu, cho nên là qua loa thì nó cũng tầm 30 phút 1 tiếng, nhưng mà làm qua loa thì không được. Con này có cái có điểm hay là khi cá chạy là có tiếng kêu nhá anh em. Đấy, gọi người ta gọi là click key drag ấy. Ryoga 2020 nhá. Form khá là to ấy, cho anh em nào thích chơi bạo lực hoặc là chơi ghềnh biển này, đầm nước mặn nhá. Con này đang còn bẩn lắm, phải vệ sinh trước. Con này mã số mấy nhỉ? Con này mã số 10 12. Ủa, giá của nó đâu nhỉ? Con Ryoga này có giá là 4 triệu 800 nghìn. 4 triệu 8 nha anh em. Mã 12 4 triệu 8. Mã số 13 này. Mã số 13 là một con Abogacia tiếp. Con này là Abogacia Revo Insu này. 7 bạc đạn. Sweden Legend, công nghệ của Thụy Điển này, Abu của Thụy Điển. Con này sản xuất ở Hàn Quốc nha. Con này body của nó là hợp kim nhôm nguyên khối luôn, cầm rất là đầm tay này. Này cối sâu cho anh em chơi đầm nước lợ, chơi dây lớn này, chơi dây lớn hoặc là chơi mồi big bass, chơi mồi lớn dây lớn ok. Còn nếu muốn chơi dây nhỏ thì độn độn cối độn dây phía trong lên để đỡ tốn bè nhá. Máy hoạt động ok hết. Con này là thắng 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 ly tâm nhá. Số anh em nhi về mua về rồi không 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 nhìn thấy thắng nút chỉnh thắng ở bên này thì bảo là ấy, thì thắng của nó nằm ở đây, thắng như thắng SVS của dòng Shimano ấy. Đây là trong là có 6 cái chấu này, gạt ra ngoài phía ngoài này là mở lá thắng nhá. Mở lá thắng thì khi cái spool anh em ném ra thì nó sẽ quay quay, thì những lá thắng này theo lực quán tính mà nó sẽ văng ra phía ngoài này và ma sát vào cái ở đây, cái ma sát vào 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 cái vanh vanh ở hãm này để tạo ra lực thắng cho máy nhá. Đấy, anh em muốn chỉnh thắng thì mở cái nó ra chỉnh thôi. Máy móc hoạt động ok đó. Cho anh em câu cá lóc cá chẽm ok này. Con này đầm chắc, dòng Abu thì rất là bền nhá, bền lắm. Con này mã số 13 có giá là 1 triệu 6, 13 1 triệu 600 nghìn. Này 14 là một con máy Metanium MG7 nhá. Metanium MG7 này, vòng tua là 7.0.1. Con này dòng Metanium MG đây. Ném mồi rất là tốt nhá. Con này ném mồi xa lắm này. Này có cái dây nó từ từ là lại quên quấn vào. Dây này là dây nylon nhá anh em. Anh em để về vậy về với câu câu này. Dây nylon thì ở Việt Nam người ta ít dùng lắm vì cái này là nó giãn anh em ạ. Câu mồi chim thì ok, câu mồi nổi thì
anh em ví dụ câu nháy hơi ấy, đóng nó xì đà lắm, đóng giờ nó giãn ra không có lực sóc còn cá hay bị sẩy hết. Cho nên là ở Việt Nam thì câu cá lóc thì nên dùng dây BE nhá, dây này về cho anh em tháo ra cho người khác câu rô phi gì đó. Con này ngoại hình khá là ok, khá đẹp, có trây lì tì vài ba chấm ở trên này, còn tổng thể là đẹp nhá. Hàng Gia Ban này Metanium G7 Gia Ban nội địa Nhật, máy móc hoạt động ok êm mượt hết nhá. Rồi mã số 14 có giá là 2 triệu tư nhá, 2 triệu 400 nghìn. Mã 15 này, 15 một con máy của hãng Abu tiếp. Con này máy dòng máy tròn của hãng Abu này. Con này là sản xuất ở Thụy Điển nhá, không phải ở Hàn Quốc. Đời trước thì nó sẽ sản xuất ở Thụy Điển. High spec, tốc vòng tua là 6.3.1. Máy ngoại hình khá là ok, ở trên này có vết trầy ở đây này. Hai bên hông nhá, chỉ có hai bên này trầy, còn lại là đẹp hết, chỉ có trầy hai bên này. Đấy, máy móc thì hoạt động ok hết. Con này ném môi cũng rất là tốt nha anh em. Thắng của nó đây, thắng của nó đây, đấy, thắng của nó đây. Ngoại hình khá đẹp nhé. Ok, con này mã số 15 có giá là 3 triệu 300 nghìn này. Mã số 15 3 triệu 300 nghìn nhé. Biển rất là mượt. Sáu này, 16 là một con máy máy đứng. Con này là dòng Sephir BB 2500 SDH. Ngoại hình có trầy xước nha anh em. Đây có trầy. Đây xước dầm dầm này. Đây có trầy xước nha. Núm nó cũng xước dầm dầm này. Ở trên cối thì rất là đẹp. Cối thì không xước. Còn thân máy thì nó hơi xước một chút thôi. Malaysia xuất nhất này, chữ gì đây không biết. Tay quay đuôi nha anh em, cho anh em câu lóc chẽm này, thông số dây đâu à. Dây PE này, PE 0.8 là vào được 150 m, dây số 1 là vào 120 m, 1.5 thì nó vào khoảng 100 m, 90 m gì đấy nhá. Con lăn vẫn đang xoay này. Có một số con lăn thì phải dùng lực khá là mạnh thì nó mới xoay. Như mấy con kít, thì phải dùng lực mạnh một chút. Vì ở trong mấy con kít thì nó chỉ bắt đạn nhựa thôi. Còn như con này thì nó có bắt đạn ở trong thôi. Bắt đạn nhựa thì nó không mượt bằng bắt bắt đạn đấy đâu. Đấy, hoạt động ok hết nhá. Đây quay đuôi anh em cô lóc chẽm này. Con này mã số 16 có giá là 2 triệu 100 nghìn nha anh em. 2 triệu 100 nghìn mã số 16. Mã 17 này. Mã 17 là một con, cũng là một con Sephir BB, con này C3000. C3000 HG SDH.
có sẵn dây BE trong 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 máy luôn này, ngoại hình nha anh em. Con này nó hơi bị một cái, tí là em sẽ nói sau. Anh em xem ngoại hình trước, ngoại hình cũng có thấy xước dầm dầm ấy, tổng thể khá là đẹp nha, cối cũng đẹp lắm, ít xước. Đây này, nói luôn này, con này nó bị gãy cái chân máy nha anh em, gãy chân máy nhưng mà vẫn rung ok nhá. Anh em lắp vào đây là còn một chân, cái bát máy nó vặn vào đây là giữ, vẫn giữ chắc máy. Để em lấy cái cần thử cho anh em. Đây, lắp vào cái cần lùa nhé. Lùa thì không vừa rồi nha bạn, cái cần lùa thì không vừa. Những cây cần như này thì sẽ vừa này, cái cần như này thì sẽ vừa, cây mà cây nào mà có bát máy nó to một chút ấy, thì sẽ vừa. Xong qua mình thử cây nào vừa nhỉ. Qua mình thử cây nào vừa, vừa khít luôn. Này, những cây như này vừa này. Lôi thì nó không ra. Còn những cây mà bắt máy nhỏ quá thì nó sẽ không vừa. Cây này anh em nào quen thợ nào, mấy thợ ở Sài Gòn ấy, người ta sửa được này. Đây, nhắc em gửi, nhắc nhắc gửi đi sửa, người ta sửa thì mất 200.000 rồi. Nó chân máy anh em dùng vẫn ok như mới luôn nhá, không vấn đề gì hết. Anh em mà quen thợ thì mang ra họ sửa. Không mà nếu mà dùng cho những cây cần, một là bắt kép to ấy, bắt kép to là một này, hai là cái bát bắt máy vặn to này thì nó sẽ vừa nhá. Bắt máy vặn to thì vừa, không thì về đưa thợ người ta sửa cho. Đây những cây bắt bắt kép như này thì nó vừa này. Đấy, những cây bắt kép như này thì sẽ vừa này. Ok rồi, chắc không vấn đề gì cả. Nhưng mà những bát máy nào nhỏ quá thì anh em không lắp được, không lắp được thì chỉ có mang ra thợ người ta sửa thôi. Sửa chân máy này thì mấy ông trong Sài Gòn làm được, nên anh em nào không lấy thì em sẽ gửi đi sửa nhé. Con này là hàng của Japan này, hàng nội địa nhất nhé. Mã số 17 có giá là 1,5 triệu, 1,5 triệu nhá, 1,5 triệu này, mã số 17. Mã 18, mã 18 này, mã 18 là một con Daiwa Frame Kit 3500, dòng 3500 đổ đi thì nó sẽ sản xuất ở Nhật Bản nhé, hàng Japan này. Anh em nhìn ngoại hình máy nhé, có trầy xước nhé, đây có xước sơn đấy, trầy thì có xước lớp sơn ngoài, anh em có thể về về sơn lại cũng được, mà không để vậy câu ok. Nếu mà thích sơn zin, nó sơn thì chỉ tút mấy quả quanh quanh đây thôi, chứ còn ngoại hình tổng thể nó cũng khá là ok. Cối thì cũng có xước sơ sơ nha anh em. Cái này anh em về xử lý là lấy nhám mịn chà đi, đó trường hợp câu ấy cho nó đỡ sơ dây thôi, nhám mịn chà qua là ok. Frame tiếp 3500 này, anh em câu lăng xê hoặc là câu lục hoặc là câu ấy nhá, câu gì tùy anh em.
Size 3500. Thông số dây này. Dây số 5 bao được 150 m. Dây số 5 nhé. Dây số 5.0, 5.0 là tương đương với khoảng ở 0.37. Hàng giả ban mã số 18 có giá là 2.300.000. Mã 19 này. Mã 19 là một con Daiwa Legalit. Legalit 4000 này, hàng China xuất xuất nhật nhá. Size khá là to cho anh em cầu lục hoặc là cầu lăng xê này. Ngoại hình có tơi xước, anh em nhìn kỹ trên video nhé. Đấy, có tơi xước ấy. Có tơi xước. Chức năng thì ok hết. Máy hoạt động êm mượt. Con này mã số 19 có giá 700.000 nhé. Mã số 19 700.000. Mã 20. 20 là một con máy Abu Garcia Revo LTX. Cũng là 10 bạc đạn nhá. Tua 7.9 y chang như con Abu Garcia kia. Chỉ khác tay thôi. Ngoại hình thì đẹp hơn con kia một chút vì ở hai bên hông nên nó không bị mờ lớp sơn này. Ngoại hình khá là đẹp nhá, đẹp đấy. Đẹp tầm 95%, 95-97%. Có sẵn dây của nó luôn này, dây PE còn nhất này. Bên không hiểu sao người ta dùng dây bốn lõi rất là nhiều. Cái núm tay quay nó hơi bẩn tí, sẽ vệ sinh cho anh em trước khi gửi. Máy thì hoạt động ok nhé. Đấy, mã số 20, 2.500.000. Mã 21 này. Mã 21 là con Shimano Kankuta Conquest 50 nhé. Kankuta Conquest 50 hàng giả bán này, ngoại hình khá đẹp. Trong 50 kiếm những con đẹp như này cũng khá là hiếm này. Trong 50 nó hiếm á. Ít. Ít cho nên nó đắt. Nhiều người săn tìm mà. Nên là đắt thôi. Hơi bẩn một chút sẽ vệ sinh cho anh em nhé. Con này ngoại hình còn đẹp ấy. Trong này nó thay bằng bạc đạn gốm này. Bạc đạn gốm nên là quay nó hơi xe xe một tí. Anh em nào dùng bạc đạn gốm rồi thì sẽ biết. Bù lại thì bạc đạn gốm nó sẽ không bao giờ bị rỉ. Đó là ưu điểm của bạc đạn gốm. Nhưng mà quay nó hơi... Khi ném môi ra nó cũng xe nữa. Nhưng mà chơi lâu năm thì sẽ biết cái đó. Mã 21 này. 21 Kankuta Conquest 50 nhá. Có giá 4.800.000. 22 này. 22 là một con máy Daiwa. Con này Daiwa Zilin nhá. Zilin hôm trước em có hai con bán cả hai rồi. Nhưng mà con hai con trước thì đẹp hơn con này một chút. Bán 2.2 triệu, con này bán 2 triệu thôi, có tay trước. Nhưng trong này nó rất là bền, dòng Daiwa Zilin này sản xuất ở Nhật Bản này. Bền lắm. Anh em trong Cà Mau mua chơi rất là nhiều vì nó chơi nước lở, nước mặn rất là bền. Vòng tua là 6.3. Daiwa Zilin nhé. Hàng giả bán thắng là tháng 4. Ngoại hình có trời trước. Anh em nhìn kỹ video nhé. Trong này còn sẵn dây của nó. Máy thì hoạt động ok hết. Con này mã số 22 có giá 2 triệu này.
22 23. 23 là một con Shimano Acid nhá. À, con này Acid 100 này. Dòng tay phải anh em, câu cá lóc cá chẽm này. Máy tròn của Shimano nhá. Acid, con này ngoại hình còn đẹp đấy. Anh em mà thích thì sưu tầm, vì những con như này dòng này được kiếm máy đẹp rất là khó. Sau này kiếm cũng chắc cũng có được. Shimano Acid 101 cái bản này, bản V2 á. Còn bản V1 nó màu xám xám ấy. Cái bản V2 này là cái bản xuất châu châu Mỹ, châu Âu ấy. Chuyền câu cá lớn thì người ta thiết kế cái tay quay nó chiêu rộng, nó rộng hơn một chút để lúc mình kéo con cá to nó thoải mái hơn. Máy hoạt động êm mượt hết nhá. Con này mã số 23 này có giá 2 triệu. 24 này. 24 là một con mồi nhá, mồi cho nhầm câu cá chẽm này. Con này khoảng 11 gram nhá, 11 gram nhá. Con này mồi của hãng Ima này. Ima Bass 100 m nhá. Anh em mà biết câu cá chạy hay câu cá chẽm mình biết mồi của Ima nó rất là đắt. Này. Nhìn con mồi lấy hình nó màu của nó rất là đẹp. Đây. Ui. Ima nhá. Cho anh em câu cá chẽm á, cá măng, cá chẽm á, cá hồng, cá nhông. Mã 20 mấy, 24. 24 là 190.000 một con. 190.000. 24 25 này. 25 thì con màu hơi khác. Cũng là hàng Ima luôn, 25 nhá. 190.000 một con nha anh em. 190k. Môi để qua sử dụng rồi ấy. Chứ không thì môi nếu mà mua mới của nó khoảng 400-500 nghìn một con, mấy con Ima đắt tiền lắm, 190 nghìn nhé. Mã 26 này, 20 mấy rồi nhỉ? Đúng rồi, 26 lắm, 23, 24, 25, 26. 26 là một cuộn dây X8 này, 8 của hãng gì đấy, Lighting JPE nhá. 1000 m này, dây size 4.5 tương đương với 0.34. 4.5 thì anh em câu dây X8 này khá là mịn nha anh em. 1000 m này. Dây này anh em câu rích hoặc là câu chẽm nhá. Câu cá lóc thì to lắm. Cho anh em rích biển hoặc là câu cá chẽm này. Hoặc là cầu gành thì cuộn này 1000 m nhé. 1000 m có giá là 800.000 này. 800.000 tính ra nó có 80.000 100 m thôi, khá là rẻ, rẻ ngang với dây tàu rồi. Ơi cốt mà cốt tiếng nhất tiếng gì đó nhà em về chết 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 nhá. 800.000 mã 26. 27 này, mệt quá. 27. 27 là cuộn dây của hãng Olympic nhé. Dây của hãng Olympic. Dây số 5. Nó có 3 màu là màu xanh, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, màu trắng. Hai cuộn nối liền nhau 150 m. Đây. 75 nhân 2. Một cuộn là 75 m. Thì hai cuộn là 150 m, giá yên 570 yên. Thì nó khoảng hơn 100.000 nữa, 150 em mua sale bán anh em 100.000 cuộn mà 27, 100.000 một cuộn nhá. 27, 28, 28 là một cuộn fluor carbon 100% này của hãng Toray nhá. Toray là thương hiệu dây câu nổi tiếng nhất của Nhật Bản.
chắc chắn một điều là như thế luôn. Lực tải của nó 3 lb nhá, 3 lb khoảng 1 kg ấy, chiều dài 100 m, dây là dây màu trắng nhá. Này, giá yên nhất của nó 2.000 yên, khoảng 400 mấy chục ngàn một cuộn này. Nếu mà mới thì cuộn này nó cũng mới thôi, dập ghim dập cũng đang còn nguyên nhá. Thì cuộn này có giá là 250.000, 250.000, mã số 28, dây Toray nhá, dây tương đương với 0.15 á, 0.15 á, 0.15 nhá em, con số mấy thì em không biết, chỉ biết lực tải là 3 lb thôi, còn dây nó ghi thông số là 0.15. À đây rồi, 0.15 là tương đương với dây 0.8 nhá. Dây 0.8 này chưa được số 1 nữa. Dây 0.8 nhỏ hơn số 1. Mã số 29 này. 29 là một cuộn dây của team Daiwa fluo carbon 100% này. Lực tải 16 lb. Thông số dây là 0.35, 0.35 là tương đương với dây số 4 này, đúng không? Tầm số 4. Dây số 4 nha, 100 m. Dây số 4 100 m fluo carbon này. Dây khá là cứng đó. Dây fluo carbon thì nó cứng, nó ít giãn như không như dây mono hoặc là dây ấy, dây nylon nhá. Mã số 29, 29 có giá 280.000. Tiếp đến này, một cuộn dây Daiwa, dây 2.5 nhá, 2.5 50 m này. Cho anh em cái này cũng là 100% carbon nha anh em. Đây này, 100% là fluorocarbon, dài 50 m, thông số dây là dây 2.5 tương đương với 0.26 mm. Cho anh em làm thẻo câu đài này, làm thẻo câu nhá, giá yên nhất đây 1.700 yên là nó khoảng khoảng gần 400 ấy. Một cuộn 50 m nhá, dây ở bên Nhật nó đắt lắm nha anh em, không rẻ như dây ở Việt Nam nữa. Có cuộn dây cả mấy triệu bạc luôn đấy. 30 này, 30 là 250k, 250.000 nhá. Mã số 30. 31. Mã số 31 là một cuộn dây thương hiệu như dây kia, nhưng mà cuộn này là dây 4 4 lõi nhá. Dây số 4 sợi này. 4 cái kia là bện 8 sợi, còn dây là dây dù bện 4 sợi. Cho anh em size số 8 này, tương đương với 0.5 1.000 m cho anh em câu rích biển này, câu nước sâu nhá. Đây, mã cốt một tiết chữ nhất gì đấy cũng không em không rõ nhá. Cái này mã số 31 này. Mã số 31 có giá là 500.000 đi. 500k. Bán thành lý luôn, chỗ này nó bị rối này, nhà về tự khở nhá. Vận chuyển về nó sóc quá cho nên là thành lý luôn. Rối rối này anh em về chịu khó gỡ ra nhá. Ấy thì vừa rồi em có giới thiệu qua với anh em một số ít máy cầu, thì anh em có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0975 456 854 nhá. Em ship cút toàn quốc và anh em được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi toán, được nhận hàng và kiểm hàng nhá anh em, kiểm tra ok thì nhận, còn cảm thấy không ok thì gửi về em nhé. Mà nếu mà có hỗ trợ được em tiền ship thì rất là cảm ơn anh em. Thì em xin kết thúc video ở đây. Xin chào anh em và chúc anh em sức khỏe nhé.